Xin thân mời kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng quan tâm, truy cập và theo dõi video trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dàn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng tất cả những cái mẫu mã sản phẩm mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu, các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ điểm danh, báo giá cũng như là giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em ba mẫu mạch phân tần loa của hãng Zinet. Mẫu đầu tiên là một bát một chép, mẫu thứ hai là một bát một trung và một chép, thứ ba là một mẫu mạch phân tần mới về là một bát và hai chép. Ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết đến với tất cả các bác và anh em về từng mẫu một. Quay đến mẫu nào thì em cũng sẽ là trực tiếp báo giá mẫu đó luôn để các bác và anh em chúng ta có thể tham khảo nhé. Về những cái mẫu mạch phân tần này thì chúng ta có thể là độ chế thay thế vào trong những cái thùng loa. Khi mà mạch phân tần bên trong nó cũ rồi, nó cháy hỏng rồi, chất lượng âm thanh cho ra nó không còn đạt chuẩn nữa, thì chúng ta có thể là độ chế thay thế vào. Và cũng là để dành cho các bác và anh em, những ai mà chúng ta đang đóng loa, gióng loa mà đang đi tìm cho mình những mẫu mã sản phẩm mạch phân tần loa chất lượng tốt, giá thành phải chăng thì có thể tham khảo. Đầu tiên là mẫu mạch phân tần loa 3 đường tiếng, một bát, một trung và một chép. Đây là một mẫu mạch phân tần loa chính hãng của hãng Zinet này, đã có sẵn dây chờ như này. Tất cả những cái sản phẩm mạch phân tần khi đến tay các bác và anh em thì đều đã có sẵn những cái dây chờ như này để chúng ta có thể là đấu vào loa tương ứng, đấu vào đường nguồn là sử dụng được. Đây là input là đường nguồn vào này, có đánh dấu mũi tên sang bên cạnh này, input này, đường cho loa chép này, đường median này là đường dành cho loa trung, loa mid này. Bên ngoài cùng bên này là đường dành cho loa bass. Những cái linh kiện có trên mạch phân tần này sẽ gồm là hai cuộn cảm, sợi đồng màu đỏ có lõi sắt từ bên trong này, một con trở xứ với thông số là 30W, 37 ohm, có một con tụ đại 6.8 microfarad 400V Make in Funk 96, một con tụ đen của Pháp ở đây các bác và anh em nhé, thêm một con tụ màu đen 2.2 ở dưới này, và hai con tụ CMPP 310V. Đi kèm với đó là một con tụ điện nhỏ nhỏ ở đây giúp giảm cường độ dòng điện đi vào loa để tránh tình trạng bị cháy loa khi hoạt động ở công suất lớn. Đây là một mẫu mạch phân tần loa 3 đường tiếng, có mức giá của hai bảng mạch như này là 320.000 đồng các bác và anh em nhé. Hai bảng mạch như này mức giá là 320.000 đồng, bao ship toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra đúng hàng thì mới phải thanh toán. Đó là về mạch phân tần loa 3 đường tiếng. Tiếp theo là mạch phân tần loa 2 đường tiếng mà Phụ Kiện Audio mới về được, cũng là của hãng Zinet này. Một sản phẩm mạch phân tần rất là to, đẹp của hãng Zinet. Mạch phân tần loa 2 đường tiếng này, chép này, bát này, input là đường nguồn vào, họ có đánh dấu rõ ràng ở trên này luôn. In này, bát này và chép đã có sẵn dây chờ như này các bác và anh em nhé. Đấy, cộng trừ âm dương rõ ràng này, dây trắng là dương, dây đen là âm. Cái linh kiện có trên này sẽ gồm là hai cuộn cảm này, sợi đồng màu đỏ này, có lõi sắt từ bên trong. Cuộn cảm ở đây thì sợi đồng rất là to, cuộn cảm rất là to đẹp các bác và em nhé. Lõi sắt từ bên trong này, hai cuộn cảm này, sợi đồng màu đỏ này, một con tụ đại 6.8 microfarad 400V này, một con trở xứ 30W 37 ohm, và đi kèm với đó là hai con tụ màu nâu, tụ MKP 5.6 microfarad 400V, hai con tụ rất là to đẹp ở đây này. Và ba con tụ điện các bác và em nhé, ba con tụ điện màu vàng ở đây nữa. Đặc biệt là trên mẫu mạch phân tần mới về này của hãng Zinet thì nó sẽ có một cái công tắc ở đây. Công tắc này chính là để tăng giảm độ nhạy cho loa bass. Khi mà các bác và anh em nghe tiếng bass nó đực, nó sâu thì các bác và anh em có thể điều chỉnh ở trên cái công tắc này nhé. Đấy, tăng giảm độ nhạy cho loa bass. Đấy, tăng giảm độ nhạy cho loa bass cực kỳ chất lượng. Và mẫu mạch phân tần loa 2 đường tiếng này hiện tại đang có mức giá của hai bảng mạch như này. Đấy, mức giá của hai bảng mạch như này 590.000 đồng các bác và em nhé. 590.000 đồng, bao ship và bao hàn sẵn dây chờ như này cho các bác và anh em. Đã có sẵn dây như này, 590.000 đồng, có công tắc để tăng giảm độ nhạy cho loa bát này, mạch phân tần loa 2 đường tiếng, một bát một chép, có thể chơi theo cấu hình là một bát và hai chép trên mạch mẫu mạch này. Tiếp theo, mẫu cuối cùng ngày hôm nay em giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em là một mẫu mạch phân tần loa một bát và hai chép, cũng là của hãng Zinet luôn. Đấy, cả ba mẫu ngày hôm nay đều là của hãng Zinet. Input ở đây là đường nguồn vào này, đấy, bát này, chép này. Chép ở đây sẽ có hai đường các bác em nhé, chơi theo cấu hình là một bát và hai chép này. Những cái linh kiện trên này thì rất là nhiều, sẽ gồm là hai cuộn cảm này, sợi đồng màu đỏ này, hai con tụ màu đen thông số là 6.8 microfarad 400V, hai con tụ của Pháp các bác em nhé, Make in Funk 96 này, hai con trở xứ này, một con tụ điện nhỏ ở đây này, ba cuộn cảm. Và tiếp theo là sẽ có hai con tụ bạc hai microfarad ở đây các bác nhé, hai con tụ bạc này. Hai con tụ bạc này là của Mỹ các bác và anh nhé, Technology USA. Đấy, hai con tụ màu bạc này, ba cuộn cảm này, cũng có một cái công tắc ở đây để có thể là tăng giảm độ nhạy cho loa bát. Mà mẫu mạch phân tần này hiện tại đang có mức giá là 550.000 đồng. Đấy, 550.000 đồng là mức giá của hai bảng mạch như này. Đấy, bao ship và có sẵn dây chờ như này, về các bác và anh em chỉ việc đấu vào loa tương ứng là sử dụng thôi. Em sẽ thông báo lại giá một lượt nữa để các bác và anh em
nắm được mức giá và tìm mua những cái mẫu mạch phân tần nó phù hợp với cấu hình loa của chúng ta nhé. Đầu tiên là mẫu mạch phân tần loa 3 đường tiếng này, một bát, một trung, một chép của hãng Zinet này, có mức giá là 320.000 đồng, mức giá của hai bảng mạch như này. Và mẫu mạch phân tần loa 2 đường tiếng cũng của hãng Zinet này, có công tắc tăng giảm độ nhạy cho loa bát này, có mức giá là 590.000 đồng, mức giá của hai bảng mạch như này, mức giá 590.000 đồng. Và cuối cùng là mẫu mạch phân tần loa 1 bát 2 chép của hãng Zinet, có mức giá là 550.000 đồng, mức giá của hai bảng mạch. Tất cả thì đều đã có sẵn dây chờ này rồi. Về các bác và anh em chỉ việc đấu đường nguồn vào này, sau đó chúng ta đấu vào loa tương ứng là sử dụng thôi. Mọi thông tin chi tiết về đặt hàng sản phẩm thì các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây, 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và cuối cùng thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.